Trời ơi, hai tụi bay lẹ đi làm tao mỏi mỏi mắt quá. Nó kênh kênh nhau không mà tàn. Vậy thôi hiện. Ồ mẹ cắt dây luôn gì hết luôn hả? Cắt tụi mấy mổ bụng, cắt làm sao nó nát nó không bé, lãi thì làm sao nó làm. Nó già sợ không hết. Hồi chưa gái ồ giờ nằm trong đây hả? Cái kỳ mấy cái này. Ồ cái đó cái mộng, gà gà đá hả? À gà này gà để chấm hay gà đá ai biết, chị bãi này tao đâu có biết đâu, nó sắp xuống đây mà. Gà trên nhà hả chị bãi? Hả? Gà trên nhà cho thầy hả? Chấm hay gà đá hay Diễm? Ai biết. Gà bự dữ hả? Có mạng gà nhà con ha nó mua. Dạ nhà gà bữa không mua chứ ba đó. Vậy ha. Nãy mẹ thui rồi mẹ cân thử 2 kg đây. Rưỡi. Gì? 2 kg rưỡi à? 2 kg 6. Dao đó con. Đây cái nè, cái dao ở dưới má để nơi kiếm ngã. Quá trời cái đùi. Đại ca ra tay mới được. Nó có đá chưa? Là... giá cày à? Sau một hồi vật lộn với ảnh, ảnh cũng đã tèn bèn. Bầu diều gà nó cho ăn nó có đặc chấm không thôi. Đi chợ kiếm một cái quần cho nó cũng khó. Sao ạ? Lựa size nhỏ nhất. Size 8 27 không có. Không mua. Chặt thịt gà mà tưởng chặt thịt trâu không. Cái đầu nó sợi cho mẹ chặt ống nó có mấy cái té nóng luôn vậy. Cũng tại ba đá đi ba đá lại đi thua mà ba đem về đó. Tao hỏi con ấy rồi nó nói vậy, cái nồi đó rồi ấy cướp. Mua cho con hủ sa tế luôn. Xả em. Xả đi sa tế. Sa tế. Ở dưới kia chứ đây không có. Sa tế mà bãi không có. Đi mà quá được. Vừa đựng cay quá cho mấy đứa nít rồi nó ăn nữa. Xin dùm vô nha. Dạ. Thơm quá. Thơm thiệt, bốc lên mũi. Cái hào mà còn cái hào. Từ nha, nhẹ nha. Ủa này đây còn mấy trái nè. Nè nè. Đổ dừa cho em nè. Nước dừa, một trái thôi hả? Trái nữa nè, trái nhỏ nè. Cái con gà này phải ấy lâu lâu nha. Cứng ngắc à. Bếp gà chịu không nổi rồi, xuống bếp này chơi luôn chứ sao. Hết, hết. Rồi. Tác phẩm nó hoàn thành nữa hả? Ổng múc rồi phải không? Mẹ chiếc chẳng ừ. Đây, muối ớt tỏi dùng để chấm gà. Nay xuân họp mặt gia đình mình lên sóng nha. Thêm táo, cầm lên thêm táo.
về phía vô nội mà. Rồi mà. Chưa đợi gì làm gì? Đợi gì về? Rồi cũng đi chứ. Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe gia đình. Chị ba kìa. Cái gì? Cái gì phải phải có trước có sau chứ. Không, chị ba này phải, chị hai này phải rồi. Chị hai. Chị hai uống gì chị ba? Đó. Em là bằng chứng hết rồi nha. Trong nước đá sao? Chị ba này đó. Mồi đâu? Cái này giờ không ai uống luôn á. Kìa kìa. Thành phố về. Rồi gót vô. Gót vô rồi tới chị Tư với chị Bảy. Đúng. Ê, thành phố về trễ nha. Thành phố về trễ rồi. Kìa đại gia vô tan cái. Lên sóng nha, gia đình mình lên sóng nha. Rồi. Được chưa? Dạ. Yeah. Không, đủ tiên chứ bộ. Vui nha cháu, có vui như đừng giận nhau. Mới tám kim kìa, ra uống chứ. Làm chơi mà. Chơi không? Làm ổn. Tất cả làm. Làm chơi không xin đó. Dạ. Thôi vô. Thôi vô. Không có. Không có. Thương à. Thương à. Đây là chủ nhà. Ba mình. Hãy giới thiệu từng người được chứ. Dạ. Đó là Facebook, đăng YouTube à. Đây anh ba. YouTube anh Tư nè. Đây cha tôi. Anh Bảy. Cha tôi. Hồi là chú Tám mình nè, hồi nãy giờ không ai nữa. Rồi. Rồi. Tao rồi. Tao sao còn tuổi tiên nữa mới về rồi. Đây, anh ba. Anh Giang. Dạ. Có chuyện bữa nào Dưỡng Sáu để dành bỏ ống rồi là con heo bực chán á. Dưỡng Sáu cho bỏ nhiều nhiều nha. Đưa dâu nha nào mà. Không được Dưỡng Tám hả? Nhớ bỏ nhiều nhiều đi, con không có thông báo trước đâu. Con không thông báo trước đâu. Đụng cái là. Như vậy sao thằng rồi, thằng để dành rồi đó. Con làm chưa? Không sao. Được sao? Để dành chưa? Để dành rồi. Con mình đưa trước đi. Con mình đưa trước đi. Phải tình thương chứ. Rồi xong rồi. Rồi. Cho ba mượn cái. Chú Tám mày đâu luôn. Rồi, tại lâu dạ. Giữ sao thế? Hồi lâu, nghe giờ thì chắc còn nhé không được. Em. Bởi vậy con mới đưa trước đi mà, ứng trước đi. Trời ơi, có gì đâu. Thôi, cả nhà mình ăn Tết vui vẻ nha. Đưa vô à, giữ sao thế? Rồi, hai chị em ấy. Rồi, hai chị em ế nhìn nhau. Hai chị em ế nhìn nhau. Rồi, uống cái hết ế. Ủa, có ăn. Ăn đi. Để về nào? Về bữa 29. Ơi, năm mới nhiều sức khỏe nha. Chị uống. Cảm ơn chị. Rồi trắng hả? À, để đi. Để đi chiếc sen này béo ra nè. Để đi. Tắt cần không? Tăng mấy ký. Hả? Tăng mấy ký. Ồ, hơi béo rồi. Lên ký, lên mấy ký à? Mấy ký rồi. Ừ, phát tướng không biết phát tài không nữa. Dạ. Rồi rồi sao? Chúc sao? Có chúc hết ế gì không? Quay lại luôn. Chúc. Quay luôn. Ôi, quay thì con đang quay mà. Dạ. Chúc qua đây chưa? Cầu chúc cho con sang nhân mới được dồi dào sức khỏe. Dạ cảm ơn chú. Rồi qua năm đưa dâu hay gì? Đưa dâu à? Không được không chịu nha. Xe bút bánh đi luôn. À. Xe. Dạ vô chứ đi chứ đi. Dạ dạ. Xe bún bánh muốn đi xe lôi hay bà? Bây giờ chơi. Ai bây giờ ai đâu cũng tốt đó. Cái câu là mới nhắc nè. Dạ. Bây giờ ai chịu là nhớt chứ không có thề nguyện mà trăm năm nha. Đúng rồi, chính xác. Ai có xe bún bánh là lên trốn rồi. Bật chạy ba. Xe bún bánh nha. Chứ không có chờ đợi xe gì hết. Xe ba gác xe lôi hay bà nữa. Về luôn. Về luôn. Ôi, chú Tám mạnh quá. Ôi. Ê, năm mới con cũng chúc lại chú Tám nhiều sức khỏe. Vậy uống 10 ly luôn á. Hay ghê vậy, chứ thôi chịu không nổi. Ly là tình nghĩa được rồi.
Rồi năm mới cũng chúc thứ 8 nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe chung hết. Ok. Dạ. Yeah. Đâu rồi vậy nhớ chết rồi. Cho mà tại con tiền đó ta. Ba. Ba ở đây thôi. Hả? Gia đình mới nhắc chứ còn ngoài anh không nhắc đâu. Bộ đã. Chúng ta cứ yên tâm đi. Ê mà khoan con. Để con trước hả? Cái gì vậy? Xìu vậy? Cương mình cương theo chứ. Sao đó không rồi vậy? Nó bỏ 3 bữa rồi. Đúng rồi, nó bỏ rồi. Nó bỏ rồi, dễ gì 3 ngày này nó tha rồi. Chị ba là từ đó giờ không uống luôn á. Nhưng mà nếu mà đám thiệt chưa gặp chị em. Chị Năm nè. Sao mày? Cái trễ vậy? Ra trễ à? Ôi, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Biết rồi đó. Hả? Ở anh Năm? Ngồi luôn hả? Bãi. Ôi anh Bi của tôi kìa. Đẹp trai quá ta. Đẹp trai mới hiên. Chị em rất nhiều. Sao một hồi thiếu phục gì tôi lên đã chịu. Rồi chị Bảy bỏ chạy luôn rồi. À, khách ở nhà chỉ nhờ dâu người này kia nọ chứ nhờ không lẽ giờ anh qua mình đây rồi tại em uống ít qua em uống nhiều đó là em bà nói vậy em uống cái gì nói ơi chú Tám qua đâu kìa bởi vậy chú miếng vô cái mặt nó hồng hồng nha xuống nó làm nó chiên thịt gà nó lên làm muốn kẹp luôn á trời ơi tốt thịt gà ăn sướng tội biển nuôi gà cho lắm anh nuôi cả ngàn con lận mười đủ bây giờ biển trước đi vì nó chị cả đi lát mấy uống có chi là chơi nấy à chứ không có gì hết đó hết thì thôi ngồi uống như giờ ơi có nghĩ gì hết trời đầu năm nào cũng với đầu uống đi ơi sao uống chị ba phu nhân ngồi đây bỏ mặt phu nhân của mình vậy uống là tình cảm chứ trời ê không có đi được nha nói cái rồi mắt nói sao ôi nhẹ nhàng quá em ê năm mới hai chồng mình đó là chính xác hết chưa bởi vậy vỗ tay quan nhân nè chị hai chị tự nhiên nhé tự nhiên nhé chị ơi bởi vậy mẹ mày nói cũng phải mà không phải anh cũng nhiều từ đó mà mới uống được hôm nay thôi nhận đi ơi không được không được không được không được đúng rồi chị cũng lên tiếng rồi đúng rồi đâu có bắt bỏ được đêm hôm là đêm hôm là đêm 30 ra là đúng rồi đêm 30 thì phải là Tết. Thôi vậy uống đi đi mẹ dữ vậy. Phải vậy. Anh uống ai đâu đâu em đâu. Đâu chứng kiến đâu. Phải ông này kỳ quá. Ngủ nửa đêm khèo khèo ông ơi. Nè. Chú Tám ơi. Ngủ nửa đêm bắt khèo ông ơi ngủ không được. Thôi kệ bây giờ đâu được. Nó là mời uống là phải uống hai chồng mày ơi chú Tám kỳ quá nha chú Tám kỳ quá chú Tám ơi ngồi đi con dạ thấy dạ con luôn phải ngồi đi bà nội vỗ tay hai chồng dạ chú Tám của chúng ta không chị ơi cái này không biết nè tới chị bà không có hưởng được cái hưởng liền chứ đâu lại bởi vậy bực bội hả chị ba bực quá mà chờ chị giờ chị mà chị hai tới chị ba là trước đi nói vậy chị ba phái nữ cũng vừa thôi đó, nói vậy chứ đâu có để chị đâu có để chị thiệt thòi của chị là phần của chị đại đi uống đại đi đây, đây còn ly nè uống ly là hết đây bởi thơm không có dầu cuối cùng mà chị ba đâu có chịu nhiều trời nay giờ má hồng hồng đẹp quá ta trời uống như vợ uống như vợ vợ mới đời vợ nói vậy là chặt rồi đó nha ê bên bên vậy mình uống đi nãy uống hết mấy gì ta chưa mới uống yeah. Tự mày tắt quá ra chịu nổi mày ủa vậy hả vậy chứ nghĩ nghe nghe nó xanh xanh mà ai biết đâu nói vậy đó tại vì chị hai nè nãy giờ uống chị hai luôn rồi phải không uống chị hai rồi chưa uống chị hai rồi chú Tám qua đây uống giờ nguyên ly rồi uống chị hai rồi chờ thím Tám ngồi đây kêu chị chú Tám ta mới uống ngồi nguyên
lại cũng chúc tám đây. Bây giờ đi hỏi năm mới mà từ chối thì cứ buồn. Cho lên ngồi chơi. Năm mới mà từ chối. Quay rồi. Trời ơi, bây giờ bởi vì năm mới mà từ chối chán thì cứ trời. Rồi nè. Đi đâu vậy? Khoan đi, khoan từ 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 năm mới đừng kêu. Từ từ năm mới đừng kêu. Thôi đâu có từ từ được. Làm tiền để ngồi quá quên. Quên biết khoan. Bỏ qua là quên. Mà uống không được chỗ nhỏ tôi đừng cẩu rồi đó. Anh Tư, anh Tư đừng lo. Có qua có lại, có tội với nhau. Xin chào. Em lại qua yếu uống tám cái nè. Có qua có lại với tội với nhau. Giúp nha. Không, uống nhiều cái nào vậy mới được. Nãy thắng nhanh rồi. Nãy vậy, giờ cũng vậy. Uống này không uống chú này không sao đâu. Uống nhỏ ơi, trời ơi. Uống nhà đấy mà. Uống nhỏ đấy mà. Uống nhỏ đấy mà. Uống nhỏ đấy mà. Ê, năm mới nha, không có đẩy qua đẩy lại nha. Đẩy đẩy qua đẩy lại là mệt lắm à. Rồi đây. Đây nè, là nó có đứa cháu. Dỡ tay lên. Trời ơi mát quá. Ô tôi chán mấy bà này. Trời ơi. Chúng tình yêu em nhiều. Tình giàu như ai thì chưa chân yêu chung tình. Nghèo tiền như anh, xin lỗi em không cần. Giàu tiền như ai, em chấp nhận yêu sai. Nè, màn trình diễn ơi, chị Tư. Chị Tư nhà mình. Nhớ anh tôi gọi tên, thì nhẹ ra rơi bên thềm. Trời ơi! Nãy giờ ai ăn uống đâu mà bắt anh Bi đi xách nước trời. Bắt anh Bi đi xách nước rửa chén. Lẹ đi bụng mau mau nói có vợ được. Anh Bi giỏi quá ta. Ai đây? Ai đây? Mơ. Mơ. Quay mặt đây Mơ. Quay mặt coi. Vậy. Rồi. Anh Bi có vợ được anh Bi ơi. Không anh Bi. Bi giận nó út kỳ quá quá. Hôm qua thỉnh lên. Chiều vô chị Năm chơi gầy sòng nha. Ghé nổi không? Quay được dìm hàng cho biết mình thỉnh sao chứ. Ngọc đó. Hôm qua nha.